anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tại thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục làm clip nhận nuôi cầu thủ động lực cho anh em cây cháy anh em. Đó. Thì ok anh em, mai thứ hai thì vẫn như mọi khi đúng theo lịch trình đó thì phải nhận quà bảng xếp hạng của cái phần ranking anh em, ranking trong sự kiện Resulta đó. Tuần trước tự nhiên nó cho chủ nhật anh em. Tuần này thứ hai đúng anh em, đúng thứ hai. Không biết sao luôn đó. Đó thì ok anh em. Thì bây giờ mình vô mình nhận ha, để xem nhận được con gì anh em. Đó. Thì anh em nhận được con gì thì ok anh em cứ bình luận ở dưới vui vui anh em, vui vui. Mình thấy vui vui mình đưa lên mình và là trả lời chung với anh em khác và chia sẻ may mắn với anh em khác luôn. Đó. Thì trước hết khởi động anh em, nhận vi cầu thủ trong cái phần này đi ha. Vi ha, cho mình khởi động đi. Đó, coi hay không, coi hay không. Đấy, có đường ngầm anh em. Đấy, tốt S. Em sorry anh em, tốt Y. Người Pháp ST MB chăng? AC Milan à? À Giroud anh em, Giroud 104. À. Thì mấy cái này thì bình thường anh em, mình làm vui vui thôi. Đó mà khởi động thôi. Thì ok anh em, cái ranking mình đây. Đấy, hôm nay nó mở cho mình rồi. Mình sẽ nhận được một cầu thủ là 108-115 nè. 500 keyboard nè, 1000 gen và 10 triệu coin. Đó, đây anh em. Bây giờ mở nha. Để xem được cầu thủ gì, quan trọng là cầu thủ thôi. Đó. Ví dụ mở đem vợ mở. Trời ơi, ngàn gen vậy sao không ra cầu thủ vậy, trời chết rồi anh em. 10 triệu coin anh em. Keyboard. Rồi để coi cầu thủ như nào anh em. Để coi cầu thủ như nào đây. Ấy nằm dưới nè. Đấy 109, trời ơi đen bật chứ. Đen rồi. Đó, chung là anh em nhận được cầu thủ nào thì bình luận vui vui nè. Bình luận vui dưới chia sẻ may mắn với anh em khác ha. Cái con chậm là chính hơi đen rồi, con Silas nè. Ok anh em, thì cái xếp hạng này để coi. 4 ngày nữa sẽ mở vé cho anh em. Vào thứ Friday, vào thứ 6 anh em, thứ 6 sẽ mở cho anh em chi tiết nha. Đó, ok anh em. Còn có quà gì để kiếm quà gì cho anh em ha, để mở chơi tiếp tục nè, kiếm cầu thủ đi ri cho anh em mà vui vui coi. À, đây anh em, 106-117. Mình may mắn đúng được lần anh em, được con 113 anh em. 113, may mắn đúng được lần. Đấy, mở tiếp. Đấy. Đang kiếm còn 114 được. Đây. Trời ơi. 106 luôn anh em. Ôi 106 luôn. Trời ơi. À, ngày mai ai cũng nhận được over 114 anh em. Ngày mai mở tiếp cho anh em vui tiếp, mà vui cho anh em tiếp. Đấy, ngày mai nha. Ok anh em, mình đang hơi đen rồi. Bây giờ mình lên cái phần này. Đây. Phần này nữa anh em, 108-113 nữa. Hôm nay có cầu thủ gì mở hết em, mở hết cho anh em luôn. Hết luôn. Coi tìm kiếm coi may mắn không. Nói chung cày chay mà nếu mà may mắn thì được, thấy không? Đấy. Cho anh em những em này nhận ri thôi. Đó. Trời lại nữa rồi, trời 118 anh em chuyển ra ngoài luôn em, ra ngoài luôn đó. Trời ơi, này đen rồi. Thì ok anh em, để mình kiếm coi xem có cái gì không. À, mình sẽ là vô con Midito nhận quà hết đi. Để lấy kim cương tí mà bắt chơi. Đấy, không có này không có thủ rồi. Ok anh em. Tiếp tục là cái phần nào ta? Đây. Chút phải Titan. À, chút phải Titan thì có một cái bắc rui ấy nhỉ. Ô, cái này chưa nhận quà anh em. Mà chưa nhận con nhận Donovan rồi nè. Ê, nhận Donovan anh em. Hoàn thành rồi anh em ơi, đúng rồi, hôm nay nhận Donovan anh em. Đúng rồi, Donovan anh em, mình quên nữa. Hôm nay là anh em hoàn thành nhận Donovan rồi. Đấy, thấy chưa anh em. Tại vì 5 ngày là được mở 10 lần bắc rui rồi. Đấy, Donovan anh em, Donovan RM anh em, 113. Đấy. Anh em nào không thích lấy Roberto Carlos thì dùng mấy con 113 này cũng được anh em. Dùng mấy con 113 nè. Đấy tuần 1 nè. Tuần 1 coi, lấy chưa? Tuần 1 lấy rồi sao á? Lấy rồi anh em. Đấy, tuần 2 là xong anh em ơi. Giờ chờ tuần 3 nữa thôi là lấy xong hoàn thành Etienne lấy Roberto Carlos thôi. Đó. Còn anh em không thích Etienne thì anh em cứ giữ lại với dưới xài nè, giữ mấy con 113 xài. Còn 113 GK đu đất nữa nè. Đấy. Thì ok anh em qua bên đây. Con này bắt rồi mở rồi. Thôi bây giờ mình vô mình mở Labat em, mở Labat đi. Cái này Labat là phải nạp cho anh em, phải nạp nha. Cái nào mình nói rui, cái nào nạp cho anh em. Nạp ha. Tới Labat qua nè, mình sẽ nạp vô.
1500 FFP để mở la bát. Thì anh em nào có nhu cầu nạp cái FFP á để mở cái bát la bát này á, inbox Zalo mình ha. Đây anh em, nhớ là cái bát chốt file Titan bát nha anh em, là nó phải cần 1500 FFP, là 1500 Free Fireball nó mới mở được nha anh em, chứ không có cái mở bình thường được như là Starbass hay là bát của Milito được. Đấy, mở nha anh em, giờ mình mở nha anh em. Đó. Đây, cái này là phải dùng FFP này mới phải nạp vô. Đây, mở nha anh em. Ok anh em. Đã mở xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ mất, mở xong là sẽ mất lên. Cái ạc này thì chưa mở cái Milito nè. Bây giờ mình ra cái phần đây, mở phần la bát mở ở trên nè, mở nè, thấy chưa? Thì bây giờ mình coi mình kiếm coi chỗ nào mà có cầu thủ nè, mình mở chơi chơi nè, cầu thủ á. Cầu thủ đầu ta, này hết nha. Đây, 106-112 để nhìn phẩm tiếp anh em, nhìn phẩm tiếp. À, vui vui cho anh em. Ấy, cầu thủ, cầu thủ, cầu thủ. Ấy, đừng hấp, đừng hấp, đừng hấp. Ngon, 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 ngon. Người Pháp, người Pháp. CM gì đây? Real Madrid hả? Real Madrid là trời ơi, mất cái lên 106. Vậy mà đừng hầm anh em. Trời ơi, 106 đừng hầm. 106 mà cũng đừng hầm chứ, chơi là mình tưởng cái gì. Trời ơi. Đúng là nhỏ thật chứ. Đúng là chơi cái trò này hấp dẫn thật chứ anh em. 106 cũng đừng hầm anh em. Ok anh em, ở trên bây giờ là 108-113. Thì nói chung này cứ mở danh phẩm vui vui cho anh em. Nhận ruy thì nhận nào nạp này mình nói nạp ha. Đấy cậu hủ này cậu hủ em. Đây 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 đây. Người ý người ý người ý thì không thấy là ngon ta. Rà mà nữa không ai ngon rồi. Chò tô đun tô đun bên ơi. Trời ơi táo anh em. Rồi Benetchi này bên em. Benetchi. Rồi ơi. Ôi ôi, tại 108 cũng đừng hầm anh em. Tên thật. Tiếp tục mở 108-113 anh em. Đấy, đấy, tiếp tục test đường hầm nữa, quá nghi quá đường hầm nữa. Đấy, đường hầm nữa. Lại đường hầm nữa rồi. Nào ui, ST đi, ST đi, ST đi. ST rồi, ST rồi. Cho. ST đừng ai lên thành lên anh em, ra con slot. Trời ơi. Con slot này bước cũng hot lắm nè. Trời ơi. Trời bây giờ mình nó lừa mình hai lần anh em. Trời nó chơi nó lừa mình hai lần rồi. Trời nó nhỏ thật chứ. À đây là còn một cái là 106-112 nên hết anh em ơi. Ở trên là bát rồi, đấy là bát thì bình thường rồi anh em. Đấy, 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 lại được gặp tiếp. Trời đừng nói 106 nữa nha. Lazio, Lazio, Lazio. CB, Thiago Silva không, không phải, năng là khác vào kỳ lắm. Là 7, anh trai là 7. Trời ơi, 107 anh em ơi. Trời ơi, sao đừng hầm nhiều quá, 107, 106 kỳ ta. Ok anh em, thì bây giờ mình lấy la bát này, mình collect all đi. Là lấy la bát rồi. Đó, nói chung la bát là phải nạp cho anh em. Còn nào, review nó đi nha, la bát là phải nạp. Nạp là FB mà được, đấy, nãy mình nói đó. 1500 FFP thì mở cái bát la bát này mới được. Đó. Đấy, xem la bát. Thì con phần la bát này á, mình đã review cho anh em rồi. Anh em nào mà chưa coi á thì vô cái kênh của mình á, coi lại ha, kiếm lại review phần la bát cho anh em. Đấy. Thì ok anh em, phần la bát hình như là bán được anh em, con này bán được á. Để mình coi lại lần nữa chắc cũ ha. Bán được không nha. Coi có bán được không. My layer. Phần la bát đâu rồi? Không bán được em, không bán được, con này không bán được rồi em ơi. Hơi đen rồi, không bán được rồi. À, giữa cái con Milito với con trong Sabat thì bán được thôi. Còn là bát không bán được. Nói chung mà không bán được thì mình dùng anh em, không sao anh em, để dùng thôi. Thì ok anh em, bây giờ tìm kiếm coi có chỗ nào mà có cái gì đó mở cho anh em tiếp tục vui vui ha. Vui vui ha. À, cái này là gì đây. Em đã coi không anh em ơi, coi không có gì hết. Hết rồi, bây giờ lên store đi anh em. Lên store, lên store anh em, lên store, lên store. Bây giờ lên store có kim cương anh em. 5000 mốt 52 kim cương. Thì mình sẽ mở bên đây không? Chốt file Titan thì nó có cái này. Chốt file Titan. Chốt file Titan thì chốt file mình chưa bây giờ ra được con ngon hết em. Thôi bây giờ thử cái chốt file Titan đi em. Một cái chốt Titan thì coi như nào. Còn ra còn gì không? Tại mấy cầu thủ trên tu trần khó bán lắm. Ý cầu đi cầu đi. Ý đừng hầm nữa, đừng hầm nữa. Argentina, Argentina CB hả? Trời ơi con này lạ quá. Torres hả? Không phải Torres đâu. Đúng rồi, mày tôi chắc là bậy. Oh man, không sao là bậy anh em ơi. Trời ơi. Bây giờ mình qua bên Restar đi, thấy Restar có phải khả năng hơn. Đây anh em. Mở phát đầu tiên đi, phát đầu tiên Restar như thế nào. À, Restar nha anh em, Restar nha. Thấy à. Lại được hợp với được hợp nữa. Ồ, top hết, top hết anh. Tôi hy vọng gì hơn. Anh chưa đi CDM chăng. LB, LB. Hình như con này 111 em ơi. Đúng rồi, 111 anh em. Dancer Bunny. Dancer Bunny anh em ơi. Trời ơi, cũng được đi. Ý, con nó thêm con 118. Trời ơi. Ê, con này được 46 em anh em, 46 em cũng được anh em. Cũng đỡ hơn bên kia. Ê, bên này đang hên. Còn được 2 phát nữa anh em, mà 2 phát luôn anh em.
hai phát luôn. Cho nó hên, đang hên bên đây, đang hên bên Doshita. Đang hên, vô. Đấy. Trời, 32 em anh em, 32 em kìa. Ý. Cũng được đấy, cũng được 32 em. Ôi, này này có cái gì, Onos thêm cầu thủ không? Không em, được 32 em à. À cũng được nè, cũng được đi. 32 em này cũng được, không đến đấu nào này, cũng được. Rồi, cũng được 32 em. Thì ok anh em, hôm nay chung là làm một clip vui vui cho anh em ha. Đó, vui mở ri với lại nạp mở lấy làm bát. Đó, cái nào ri nó ri ha. Cho anh em cái chay, còn nào nạp nó nạp anh em ha. Đó, rõ ràng ha. Đó, thì ok anh em, thì ok. Bây giờ mình tiếp tục và đọc những câu hỏi của anh em. Đó, đọc những câu hỏi của anh em ha. Để chia sẻ với anh em khác, niềm vui với anh em khác như thế nào. Ok em, anh em. Bây giờ câu hỏi đầu tiên. Xem clip anh xong vô mở 5 bắt Gen 1250 đã được beta chết 113. Quá hên luôn anh ơi, cực kỳ may mắn em. Mở 5 lần bắt mở Gen nha, chứ không phải là FPP mở Gen, mà này là mở Gen là 1250 giống như mình nãy mở đó, được 32 em mới lại mấy cầu thủ đó. Đó, hên, cực kỳ hên, chia sẻ may mắn cho anh em khác. Đó. Tiếp tục anh em. Em vừa coi clip này xong, em mở ra con Ira 114 luôn. Mới đầu em cứ tưởng là 107, ai ngờ nổ hũ. Mong anh cho lên TV, cho lên clip với. Cực kỳ may mắn em, Ibrahimovic có hai phiên bản 107, 114. Mà ra 114 là cực kỳ là may mắn anh em. Không biết bán được hay không nhưng mà may mắn em, là may mắn rồi. Đó, tiếp tục. Mong anh ra nhiều clip mở thẻ cầu thủ hơn. Ok anh em, có điều kiện là mình sẽ mở thẻ cho anh em đây. Có mở bắt cho anh em cho vui vui anh em, giải trí anh em. Chơi mà, chơi game mà, giải trí cho vui vui thôi. Tiếp tục. Em vừa đi đá giải trường về, đã thấy video của anh rồi. Chúc anh ngày mới vui vẻ. À, bạn này thì rất là yêu quý mình, cứ chờ clip mình ra. Ra là vô coi lên. Cảm ơn bạn này rất nhiều. Thì anh em nào mà xem clip của mình đó thì mình cảm ơn. Còn anh chưa đăng ký nhớ đăng ký với mình nha. Anh ủng hộ mình nha. Đó, nhớ like share luôn nha. Đó. Cảm ơn bạn này rất nhiều. Tiếp tục. Họ cày chay mà bắt ra 114, 115. Còn tớ cũng cày chay mà bắt toàn ra coi. Bạn này thì vẫn là chưa may mắn. Nhiều lúc ra coi hên em. Ra coi số lượng nhiều sao? 200 mấy, 200, 300 em coi thì sao? Thì đó. Nhưng mà vẫn chưa may mắn ra cầu thủ thì chúc bạn này may mắn lần sau. May mắn lần sau nha anh em. Tiếp tục. Phát quà kiểu này không ổn rồi. Người ta cày chăm chỉ ủng hộ game, chưa tính tới nạp tiền vào rồi mà quà thì có người có người không. Mình thấy quả này không hợp lý lắm. À, hôm qua mình ra cái clip gọi là cái clip cái quà đặc biệt anh em. Tự nhiên người có người không anh em. Thì cũng chả biết tại sao là nó cho quà người có một hai lần, hai ba lần luôn mà người không có cái quà nào hết, mà không biết lý do tại sao là cho quà. Mà có nhiều người nói là off 21 ngày, cái là nghỉ game 21 ngày mới vô thì có. Nhưng mà mình thấy có nhiều người nói là em vẫn chơi bình thường, vẫn nhận được luôn. Nó không hiểu tại sao luôn, cái này là mình không biết luôn. Cái này là một câu hỏi rất cực kỳ lớn anh em, cực kỳ lớn luôn. Tiếp tục. Xin vía mở bắt may mắn của anh. À, bạn này chắc chưa may mắn nên là xin vía. Đó, ok, cho vía lên em. Đó, anh em khác chia sẻ cho anh em này. Đó, may mắn lên. Đó. Thì ok anh em, đây là câu hỏi cuối cùng trong clip này. Anh em cứ bình luận vui vẻ, thoải mái dưới, mình sẽ lọc ra, mình đưa lên. Nói chung là mình là chọn lọc hên xui anh em, hên xui thôi. Thì cứ vui vẻ anh em, mình luận cứ vui vẻ thôi, hài hước thì mình đưa lên. Đó. Thì hôm nay là mở bắt mấy quát ri cho anh em mà cũng hơi đen anh em. Cũng được ba mấy em cái mở cái gen thôi. Cũng hơi đen thì anh em nào được cầu thủ gì đó thì nhớ bình luận trên ha. Hình như là mình thiếu một cái mở bắt nữa. À đây nè, My Traditional anh em, mở cái này để xem được cầu thủ gì. 108 cộng anh em. Ấy, quên đó. Để mở cái này kết thúc cái clip này coi. Có hên không? Đây. Đấy. Đừng hâm. À, người bẫy hả? Người bẫy đó có nào ngon ta? FT. Nên là lại quá anh em ơi. Openda chăng? Đúng Openda anh em. Openda lại đúng ngay Openda lại. Trời ơi. Rồi cuối cùng là cũng vẫn đen nên cuối cùng vẫn đen. Thì ok anh em thấy cái clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, độc lực cho anh em cày chay đó. Còn anh chưa đăng ký nhấn kim hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.